Chào các bạn, cái clip trước là mình cho các bạn thật ra mình không có xuống 6 bình mình chạy nha. 6 bình chạy rất là chậm nha, mình không nên mình cái lúc đó là mình chỉ tháo ra mình làm dây điện thôi. Tại các bạn coi dây điện mình nó cũ hết nè, mình nói từ lưa dưới chân nè. Mình nói gì đâu mà cậu nào nói nha. Cộng nữa 4 đoạn, 5 đoạn. Rất lấy nha, mình làm lại, mình làm dây điện lại. Đây bình mình làm dây điện cho gọn hết nè, đi dây điện gọn hết. Đây dây điện này mình đi dây điện khổng lồ siêu to, dây điện bự các bạn nè. Đây là cái cọng dây điện cũ mình đi nè, các bạn coi cọng dây điện mới nè, nó bự được có nhiêu đâu, gấp 5 lần này có nhiêu đâu đó. Thật ra là mình đi dây điện lại chứ mình không có xuống 6 bình nha. Các bạn nghĩ là cái xe mình xuống 6 bình sao chạy được. Cục bo ở trên nè, này quấn cho gọn gọn lại. Ủa này nó căng quá không Thịnh? Nè. Này nè. Không. Được ha. Đây câu dây điện các bạn. Nè. Ừ. Đó các bạn thấy đó. Cái cháu bình xong ha, các bạn chà nhám cho bình đó hết cho nó tiếp xúc ok hết. Làm lại. Cục bo nó hơi hở hãy bắn cái keo silicon vô nè. Còn cái yên mà nó thì chỗ này có hư con ốc rồi. Nên mình chỉ dỡ được có 3 con thôi. Còn con này dính thì mình phải dở yên ngay gì nữa các bạn. Đó các bạn để gì chạy mấy bữa nè. Ê mày muốn mình chế ghế ra hai cánh vậy anh Định. Hai cánh gì nè? Bay luôn à, chạy nhanh tốc độ nó bay luôn à. Nó bay lên cái mạng luôn. Nó bay lên rất bình luôn. Tiến hành nhờ đơn hàng dắt cho mình nha. Mấy cái đầu tiếp xúc mình phải hàng vậy nữa các bạn. Đầu tiếp xúc là hàng các bạn. Cực kỳ bự khủng khiếp luôn. Đó bây giờ bắt đầu mình câu vô xe thôi. Nói chung là mình đi lại dây điện. Các bạn mấy clip trước thì các bạn cũng thấy dây điện lỗi mình rồi đó. Dây điện lỗi mình cũng không thua dây này đâu nha. Dây điện lỗi mình cũng xài dây điện nhà luôn á. Nói chung là xe mình cũng full dây điện nhà đó nè. Từ lỗi đi ra nè, từ ba con dây điện nhà nè, từ bình đi vô dây điện nhà nè, từ boy lên. Nói chung là dây điện bự đi lên vô bo hết. 11 bên là phải chơi dây cái đó các bạn mới chịu nổi. Chạy là cái này cho nào mà cái bo với cái lỗi nó cháy thôi chứ không cháy điện nha các bạn. Nhìn nào, cái bo với cái lỗi nó cháy là mình thay luôn nha. Mà cái lỗi mình lỗi cũng khó cháy lắm, lỗi tám xưa. Hôm nay mình chạy các bạn lúc mấy clip trước các bạn thấy mình chạy nóng quá. Cái mình đổ nước lên khối gì mà cái lỗi không xi nhê á. Nói chung là lỗi ok. Phục này thì phục ô liền mình mới dán tem vô. Nhưng bạn về hụ ngựa mới giờ ngủ tắm xong. Bạn giờ đang ngủ tắm xong hả? Chút tắm xong. Hụ ngựa hôm qua không ra ông nội. Hôm qua ra ngoài không ra. Ông bị bệnh á, tôi nằm ngoài với đâu tôi thấy ông ra đó, ông đi chạy về. Đây là cái tem ô liền nè. Phục này là phục IXS nhưng mà mình dán hai tem ô liền vô. Để mình chỉ các bạn dán tem là mốt các bạn mà có dán tem á. Các bạn các bạn hơ lửa nó không phát. Các bạn hơ lửa nó không phát nha nè, cho nó dính vô cỏ cứng nha, hơ lửa vô dính mới cứng. Mình lên bình sống dân dọn sạch sẽ, mình sẽ có một cái clip test xe nha. Mình test xe của nó có chạy bóp đầu nổi không nha. mình nghĩ dưới cái số bình hiện tại, mình nghĩ trừ ra cái này bây giờ mình đi vô một cái bộ pin nè. Bộ pin mà tầm có 40-50 ampe mà tầm có 100V nó chạy bóp đầu dư sức nha. Còn bộ bình này bóp đầu thì mơ đi nha. Cái xe thì nó mạnh, nó có thể bóc đầu được nhưng mà cái bình nó nặng, nó đâu có bóc được các bạn. Cái bình, cái bộ bình mình gần, để coi, 11 cái là 50kg rồi đó. Thì mình á, mình 60kg nữa đưa lên trăm mấy ký bóc. Bóc hả? Bóc xuống mương á. Tiến hình giờ đang câu. Tính nghe bình này sao mình dặn ta? Được, anh có dít nhỏ không? Lát em dặn được, cực dương anh nha. Rồi. Công với điện nó cũng nấy mà bẻ ra nó làm cạp nó không đứt luôn mà nó cứng rồi nè. Gõ mà nghe cọc cọc. Hồi cực âm cuối anh đưa ra một cọng dây màu xanh này cho em dễ nhận biết. Rồi. Lại có nghĩa cực dương, cực này, cực âm, cực này mình chậm nhau là sạc lửa. Chơi vậy hả? Thì bữa quá các bạn. Các bạn coi cọng điện cứng nè bạn. Không rung rinh luôn nha nè. Cọng này cứng nè. Quá sức. Xe mình hôm nay thì mình cũng dọn dây điện rồi mình cũng nha.
4 giờ 4 rưỡi mới tắm. 4 giờ rồi. 3 giờ đầu. 4 giờ tắm. Mẹ. Đây là ba cái số lỗi. Di động nè, các bạn xem di động nè. Di động nó bự nè. 4 giờ ra nha. Đó, di động là đồng 7 tim. Dây này dây mấy chấm, 6 chấm hả nịnh? 6 chấm. Dây 6 chấm. Quá dữ. Cầu cái đầu mà cứng này các bạn, kiểu mạng. Nó chơi hai đầu dắt luôn, hàng luôn nha. Hàng chứ phải bấm nữa, hàng luôn cho nó chắc ăn luôn. Mình kết thúc clip tại đây các bạn. Mình vài ít tuổi sau mình sẽ có một cái clip test. Mình test thử ngoài đường thử nó chạy được, nó mạnh không nha. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like để theo dõi mình nha. Tạm biệt các bạn.